Hôm nay tiếp tục chương trình lên sóng cho anh em cặp cù Thái Văn Hoa Đan. Trống đã gái gù tốt nha anh em, đang đứng trên cầu ha. Còn máy thì đang đứng ở dưới nền. Hiện tại chim đang ở cửa hàng chim cảnh Hiếu Bio, số 332 đường tỉnh lộ 8, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Rất đẹp, lông má mướt bóng bẫy. Anh em nào thích cặp này thì liên hệ Zalo em 0976 5678 34 Hiếu Củ Chi, Hồ Chí Minh nha anh em. Giá 2 triệu cặp này. Công khai cho anh em ha, mình bán là đều có giá niêm yết trong clip hết. 2 triệu cặp này ship toàn quốc cho anh em luôn. Rất cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ mình rất nhiều từ mọi miền Tổ quốc. Những anh em ở Thái Nguyên, anh em ở Cần Giờ, Hồ Chí Minh, anh em ở Cao Bằng và anh em ở Đà Nẵng đã ủng hộ mình, tin tưởng. Thì hôm nay tiếp tục em lên sóng cho anh em xem để về anh em có thể nuôi thả AV, nuôi gái gù đều ok. Chim là bảo hành khỏe mạnh. Trong quá trình di chuyển đi, nếu chim chết trong chuồng hoặc có xảy ra sự cố đáng tiếc gì, bên em chịu hoàn tiền hoàn toàn và chịu hoàn tiền cho anh em nha. Kể cả tiền cước cũng chịu luôn. Bên em bán là cam kết đúng như lời nói nha anh em. Những anh em nào mua rồi thì sẽ biết, còn những anh em nào chưa mua thì tiếp tục xem clip để có dịp nào ủng hộ mình cặp chim nha anh em. Hàng rất đẹp, dạng dĩ, lông đuôi đầy đều đẹp, cườm trắng đen, Văn Hoa Đan nha, khá đẹp. Số điện thoại em là 0976 5678 34 Hiếu Củ Chi nha anh em. Anh em cần thì cứ nhắc máy alo, kết bạn Zalo để được gửi cập nhật những clip mới nhất về chim cu Thái, mới nhập về cho anh em xem luôn. Mình bán cho anh em là quay clip rất rõ ràng, kỹ lưỡng. Hàng đẹp cực kỳ. Số điện thoại 0976 568 34 Hiếu Củ Chi. Thì cặp này là đặc điểm của nó là trên bông Văn Hoa Đan nha anh em. Chân hồng, mắt đen, đuôi trắng, màu trắng chủ đạo, quay rất rõ ràng, sát cho anh em xem ha. Đó, để mình có cách nhìn tổng quan, bán là cam kết ship đúng chim cho anh em nha. Vì những anh em ở xa mua online nên mình bán cặp nào mình quay rất rõ ràng cho anh em cặp đó. Trong quá trình di chuyển đây mình có quay clip ghi hình lại toàn bộ quá trình đóng hàng cho anh em luôn nha, để tránh anh em chưa tin tưởng kêu đóng không đúng hàng, không đúng chim. Rất dạng nha anh em, quay rất sát clip, khá ok, lông lá rất mượt mà bóng bẩy. Rồi thân chào anh em, trở lại với clip tiếp theo. Mình tạm biệt anh em clip này nha.